Hòa thượng Thích Thiền Tâm khai thị: vô thường mau đến, phải biết khôn khéo niệm Phật gấp. Hướng dẫn niệm Phật nhất tâm tam muội. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu, phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến, chớ nên bước đầu đã vội hành trì quá nhiều. Như người đi quá gấp tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội hành trì quá mức, sau có thể vì mệt mỏi chán nản rồi bỏ trôi luôn. Đại để người tu môn niệm Phật nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa, đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không ghi số. Điểm cốt yếu của sự niệm Phật là dù niệm chậm hay mau, cũng phải rành rẽ rõ ràng, tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau. Cứ như thế niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần, có thể tăng từ 1.000, 2-3.000, 1 muôn, 4-5 muôn, cho đến 10 muôn câu trong mỗi ngày đêm. Theo đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 muôn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện như sau. 1. Phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng, thì nên ngồi mới thích hợp. 2. Nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu làm một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị chứng đau vân tay và mỏi nhức trả vai. 3. Chỉ niệm 4 chữ A-di-đà Phật, không niệm 6 chữ. Bởi niệm 6 chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ, có thể lên đến 1 muôn 5.000 câu. 4. Phải niệm theo lối kim can trì, nghĩa là chỉ sẽ động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát ra khỏi miệng, phải mất một khoảng thời gian. Niệm ra tiếng một muôn câu, đổi lại niệm theo lối kim cang trì, có thể lên đến 2-3 muôn câu. Nếu y theo 4 điều kiện trên đây tập luyện cho tinh thuần, lâu ngày lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ, rõ ràng. Như thế luyện cho đến khi nào niệm 1.000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Thế thì trong 1 giờ niệm một muôn câu cộng lại tốn 50 phút, còn 10 phút để thay đổi oai nghi cho khỏi mỏi nhọc, hoặc đứng lên lễ Phật, hoặc buông chuỗi, chắp tay, vừa đi nhiễu Phật, vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, niệm 10 muôn câu duy phí có 10 giờ. Trong một ngày đêm 24 giờ, trừ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống, đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 muôn câu, cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. 5 giờ ấy, hoặc để làm công chuyện vặt, hoặc tĩnh tọa hay xem kinh vẫn còn thư thả. Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, trí kiên quyết, thì sẽ lạc vào khuyết điểm, niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau xanh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Còn lần chuỗi mà niệm theo định số, thì sức niệm tinh tấn mau thuần thục, ví như người tuy yếu chân nhưng nhờ nương nơi cây gậy nên dễ tiến lên núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng dung hòa nhau, tất lại bị khuyết điểm bởi ham mau, ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ, niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư bất như thiểu thật. Nếu vì ham mau ham nhiều để cầu danh là mình niệm mỗi ngày được mấy muôn câu, rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu có một bà Phật tử đến am hiếu từ hỏi đạo Nguyên Hòa Thượng, con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu.
chắc có lẽ bà niệm không được đều và bền nên mới như thế. Bà thưa, quả đúng như vậy. Con vì mắc gia duyên bận buộc, nên niệm Phật thường hay gián đoạn không được bền. Từ đây xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng như lời thầy dạy. Cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi, từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực? Hòa thượng dạy tiếp, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà cửa, ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm sao mà được nhất tâm thấy Phật? Bà nghe nói liền than, thật quả có như vậy. Con duyên ngoài tuy bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin trăm việc không quản đến, để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lãnh giáo về nhà, con cháu hoặc người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo, tôi muốn yên tâm, trăm việc xin không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi là bà lão ba vất quản. Vài năm sau, bà đến am hiếu từ lạy ngài đạo nguyên thưa, nhờ ơn chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật. Xin đến lễ tạ dã từ hòa thượng, vì con sắp sẽ vãng sanh. Bà bá vất quản trên đây, do lãnh ngộ hai nguyên tắc, bền lâu và nhất tâm mà được kết quả giải thoát. Cho nên người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần, phải xem từ nhà cửa, ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình được vãng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân, mới là tình thương chân thật. Cho nên muốn niệm Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được.